MN thật sự có thần thánh giống như nó đang được quảng cáo hay không. Mọi người hỏi bác sĩ Hoa về NMN quá là nhiều, và tiếp theo cái chuỗi series liên quan tới NMN, bác sĩ Hoa sẽ nói như thế này. Bác sĩ Hoa không khuyến khích mọi người bỏ ra tất cả mọi cái tiền lương, mọi cái sức lực tài chính của mình ra để đầu tư vào NMN. Mặc dù bây giờ nó đang được nói là nó rất là tốt. Thì như thế này, đúng ra là để mà cho mọi người hiểu rõ hơn thì cái mọi cái tế bào sống của chúng ta sẽ cần một cái được gọi là cái NAD cộng. Cái NAD cộng này nó sẽ làm cho nó tăng cường chuyển hóa trao đổi chất ở bên trong cái mức độ tế bào như thế, và mọi loại tế bào sống như chúng ta đều có cần cái năng lượng đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái mức cái NAD cộng đấy nhiều nhất vào giai đoạn chúng ta còn trẻ. Sau đấy dần dần nó sẽ giảm xuống, đặc biệt là sau khoảng tầm 40 tuổi chúng ta sẽ giảm cái nồng độ NAD cộng đấy ở bên trong cơ thể của chúng ta, và nó làm cho cái tế bào ở mức độ tế bào của chúng ta trao đổi chất nó đã bị giảm đi, những cái chuyển hóa cơ bản ở trong cái tế bào đấy nó cũng sẽ giảm đi, và làm cho cái sức đề kháng làm cho chúng ta xảy ra bị lão hóa. Thì bây giờ sẽ có nổi lên một cái phong trào là chúng ta sẽ uống cái tiền chất để tạo ra cái NAD cộng trong cơ thể của mình, chính là NMN hoặc là R hoặc là NR. Thì để mà nổi tiếng bây giờ thì chính là cái NMN. Thì cái NMN nó cũng là cái tiền chất để khi vào trong cơ thể của chúng ta, nó kết hợp với phân tử ATV, nó tạo thành cái phân tử NAD cộng. Cái NAD cộng này nó sẽ làm cho cái tế bào của chúng ta nó được trẻ hóa, nó được hạn chế cái tốc độ lão hóa, nó làm cho chúng ta có thể là cái mức độ, ở mức độ tế bào chúng ta có thể chống được cái khả năng mà lão hóa đi của tế bào. Nhưng cái này mọi người phải là hiểu rõ này, không có nghĩa là chúng ta uống cái NMN này trong cái thời gian dài mà để cho chúng ta có thể là kiểu cải lão hoàn đồng, chúng ta có thể không già đi là không đúng nhá. Cái này nó ở mức độ cấp độ tế bào ở bên ngoài của chúng ta vẫn có các nếp nhăn do nó thay đổi cái sợi collagen, hoặc là chúng ta có thay đổi cái độ ẩm trên da. Nhưng ở cấp độ tế bào thì chúng ta có thể phòng chống được cái việc mà nó bị lão hóa, nó sẽ kéo dài được cái độ tuổi mà chúng ta trẻ hơn, chúng ta có cái sức tập trung cao hơn, có sức đề kháng tốt hơn, có cái năng lượng tốt hơn. Đấy là cái tác dụng của cái NMN. Thì khi mà mọi người hỏi bác sĩ Hoa ấy là chúng ta có thể uống được cái này trong cái thời gian dài hay không thì hoàn toàn có thể. Mỗi tội là nó quá tốn tiền. Cái người mà kiểu tiền nó không còn là cái quá vấn đề lớn nữa thì họ sẵn sàng để đầu tư mỗi hàng tháng họ uống cái NMN này để có thể duy trì được cái sức khỏe của tế bào của họ ấy, làm cho họ tập trung cao độ hơn, cái sức đề kháng tốt hơn, nghĩa là người nó cảm giác nó khỏe, lúc nào nó cũng có nhiều năng lượng giống như một đứa trẻ con ấy. Nhưng khi mà chúng ta mà không có đủ cái kinh tế để cho uống cái NMN như thế này á, thì mọi người hoàn toàn chúng ta cũng có thể có những cái lựa chọn khác mà nó làm tăng cái sức đề kháng của mọi người, nó làm cho chúng ta khỏe khoắn hơn. Mặc dù nó không tốt bằng cái NMN nhưng nó vẫn có mang lại cái hiệu quả, mà không nhất thiết là chúng ta phải bỏ ra cái số tiền quá lớn để uống. Đấy chính là như kiểu là mọi người có thể uống glutathione này. Glutathione thì nó là một cái sản phẩm ở trong gan của chúng ta được tiết ra hàng ngày để nó làm cho tăng cường cái chức năng của gan, nó làm cho mọi người dễ ngủ hơn, làm hạ được men gan, làm tăng cường cái thải độc ở da bên ngoài, làm cho da của mọi người sáng hơn. Nó cũng là cái chất chống oxy hóa để làm cho mọi người khỏe hơn. Hay là mọi người uống omega 3 nhuyễn thể chẳng hạn, thì khi mà uống omega 3 thì nó cũng sẽ giúp cho mọi người ngủ ngon hơn, làm cho cái tăng cường cái tốc độ dòng chảy ở trong cái lòng mạch, làm giảm viêm lòng mạch, giảm mỡ máu, hay là làm cho cái sức đề kháng của mọi người cũng được tăng lên, da cũng ẩm hơn. Thì với cái giá thành nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Nếu như mà hỏi bác sĩ Hoa là nên chọn cái loại nào, nếu khi mà cái kinh tế của mọi người không còn là cái quá vấn đề quá quan trọng, mọi người có thể hoàn toàn chọn cái NMN. Nhưng khi mà cái kinh tế của mọi người chưa cho phép thì đừng cố ra bỏ ra toàn bộ cái tiền lương của mình uống 1-2 tháng làm gì cả. Chúng ta chọn những cái loại mà nó ít tiền hơn, nó vẫn mang lại những cái hiệu quả, mặc dù nó không bằng, nhưng còn hơn là chúng ta chỉ uống 1 tháng nó không mang lại quá nhiều hiệu quả. Chúng ta theo cái gì nó phải theo đường dài, theo cả một quá trình.